Tình thế giới, hôm qua Italia nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 đã tổ chức cuộc họp khẩn để thảo luận về việc Iran tiến hành cuộc tấn công nhằm vào Israel. Trong tuyên bố chung đưa ra sau cuộc họp trực tuyến, các lãnh đạo nhóm G7 gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nhật Bản, Đức, Italia và Canada kịch liệt lên án cuộc tấn công của Iran nhằm vào Israel tuyên bố nhấn mạnh Iran đã có hành động gây thêm bất ổn cho khu vực và nguy cơ gây ra leo thang không thể kiểm soát. G7 kêu gọi nhanh chóng chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Gaza thông qua việc ngừng chiến sự và thả các con tin Israel mà Hamas bắt giữ. Các nhà lãnh đạo G7 cũng cam kết tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân Palestine. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ngày 14 tháng 4 cũng ra tuyên bố kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế để hạn chế nguy cơ dẫn đến chiến tranh khu vực. Một số nguồn tin cho biết Mỹ đã đề nghị phía Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian hòa giải với Tehran. Tổng thống Joe Biden cam kết sẽ có phản ứng ngoại giao thống nhất từ G7 đối với cuộc tấn công của Iran. Ông nhấn mạnh vào các hành động phi quân sự để hạn chế nguy cơ chiến tranh lan rộng tại Trung Đông. Vào đêm 13 tháng 4, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã phóng hơn 300 UAV và tên lửa nhằm vào nhiều mục tiêu ở Israel để đáp trả vụ Israel không kích tòa lãnh sự Iran tại Syria hồi đầu tháng. Đây là cuộc tấn công trực tiếp đầu tiên của Iran vào Israel sau nhiều năm căng thẳng. Lực lượng phòng vệ Israel tuyên bố đã đánh chặn được 99% đạn do Iran phóng.